Lý do Hoa hậu Hờ Hen Nie làm host chương trình về ẩm thực. Nàng hậu vô cùng hào hứng và đầu tư kỹ càng khi lần đầu làm host cho một chương trình truyền hình thực tế về ẩm thực, vốn quen thuộc với khán giả bằng hình ảnh trên sàn diễn thời trang. Đây là lần đầu tiên Hoa hậu Hờ Hen Nie xuất hiện tại một chương trình truyền hình thực tế về ẩm thực với vai trò host, người dẫn dắt chương trình. Nàng hậu tiết lộ ngay từ ngày họp với ban biên tập chương trình, cô đã đặt ra rất nhiều câu hỏi vì muốn có sự chuẩn bị kỹ cho chương trình mình sẽ tham gia. Ngoài ra, do chương trình liên quan lĩnh vực ẩm thực, mảng khác biệt so với công việc thường ngày của mình, Hờ Hen Nie chủ động tìm các loại sách nấu ăn để đọc. Cô muốn hiểu thêm về các thuật ngữ chuyên ngành ẩm thực như tên các loại nguyên liệu, tên các kỹ thuật chế biến. Nói về lý do nhận lời tham gia chương trình, Hờ Hen Nie nói, tôi là người rất yêu ẩm thực và dù đi đâu, làm gì vẫn luôn muốn có cơ hội được quảng bá tinh hoa ẩm thực Việt Nam. Nếu theo dõi trên mạng xã hội, bạn sẽ thấy tôi thường xuyên làm các món ăn quê nhà, đó cũng là cách tôi giới thiệu ẩm thực quê hương mình với khán giả. Lý do thứ hai, khán giả đã quen với hình ảnh tôi đồng hành cùng các cuộc thi về người mẫu, hoa hậu. Lần này, tôi làm host của một chương trình về ẩm thực sẽ là một điều thú vị dành cho khán giả và là một trải nghiệm ý nghĩa đối. Đây cũng là cơ hội để Hen thử thách bản thân ở một lĩnh vực mới. Trong chương trình, Hoa hậu Hờ Hen Nie còn là người đồng hành cùng các đầu bếp trên hành trình chinh phục ngôi vị quán quân. Cô thường trò chuyện với các đầu bếp ở trong hậu trường. Tôi rất thích tinh thần của các đầu bếp, nhất là lúc tập trung làm ra những món ăn tuyệt vời. Các đầu bếp có người ít tiếp xúc với ống kính máy quay nên khi lên hình còn hơi hiền, tuy nhiên khi nấu ăn thì vô cùng quyết liệt, tự như hai người khác nhau. Họ phải nấu ăn với một áp lực rất lớn về thời gian. Đứng bên ngoài tôi cũng còn thấy hồi hộp, nàng hậu tiết lộ. Ở những ngày quay hình đầu tiên, Hờ Hen Nie chăm chỉ tập luyện, học kịch bản suốt mấy ngày ở nhà nhưng lên sân khấu vẫn bị khớp. Sau đó cô bình tĩnh lại và được ekip giúp thoải mái hơn, nhờ vậy mà những cảnh quay sau diễn ra trơn tru và thể hiện được vai trò quyền lực của mình. Thời gian ghi hình chương trình cũng là những ngày Hờ Hen Nie chuẩn bị đón sinh nhật tuổi mới. Cô cảm thấy trân trọng, biết ơn về những điều mới mẻ, những thử thách thú vị đến với mình. Song song với lịch đồng hành cùng chương trình này, Hờ Hen Nie còn nhận lời làm mentor cho một chương trình truyền hình thực tế về cộng đồng, dự kiến lên sóng vào cuối tháng 6. Ngoài ra, người đẹp sẽ có chuyến công tác tại Manila, Philippines theo lời mời từ Netflix với sự xuất hiện của nam tài tử Chris Hemsworth.